À, bây giờ là các bé mừng thầy đã về tới cả nhà. Mừng thầy về nè ha. Bé bắp kìa, bé bắp đưa đồ cho thầy kìa. Dạ. Đi canh chay thì bé bắp ăn cũng rất là tự nhiên thôi các chị. Bắp ăn chay thì bắp cũng quen luôn rồi. Nhưng mà bắt đầu ngày mai là bé bắp sẽ được ăn mặn rồi. Ăn mặn nha, để bé bắp. À, sư phụ ưu tiên cho bé bắp dữ chưa? Để ngồi cho cao lên. Bé bắp mới vô được 3 tuần chứ gì? Gặp xe đạp mới có một bữa à. Dạ. Kêu ba hết hồn. Thiệt tình nó kêu mình ba mình mất hồn luôn. Thì con. Được hiện tại chiều nay ngày 4 tháng 9 cả nhà. Tại tu viện sư Minh Đạo hôm nay ở đây giờ cũng đang mưa lớn quá trời cả nhà. Cho nên bà con cô bác của mình ai mà có đang trên đường đi đến đây để mà đảnh lễ sư Minh Đạo với lại là tham quan ở tại tu viện sư Minh Đạo thì mọi người đi cẩn thận nha. Ở đây đang mưa lớn lắm cả nhà. Qua nay lúc nào cũng mưa hết. Rồi trời mưa giờ cũng có vợ chồng anh chị này cũng tới để đảnh lễ sư Minh Đạo nữa nè. Dạ cả nhà ơi, thì hồi nãy là sư phụ đi ra ngoài phường để mà lo những cái giấy tờ cho mấy chú tiểu. Thì bây giờ là sư phụ cũng đã về tới nè cả nhà. Đang trời mưa gió. À, bây giờ cái này là xe của sư phụ nè cả nhà. Dạ thì câu chuyện như thế nào thì cậu Biển xin mời cả nhà chút xíu mình gặp sư phụ mình hiểu. Thì mình sẽ rõ hơn về cái nội dung clip này em sẽ đưa cho mọi người nha. Mọi người cùng xem clip hết với em nha cả nhà. Dạ con chào thầy. À, thầy về cả nhà. Dạ mô Phật. Dạ thầy vô trong thầy ơi, mưa thầy ơi. Mình cũng mong mỗi ngày sư phụ đều tươi tươi cười như vậy hết. À, bây giờ là các bé mừng thầy đã về tới cả nhà. Tới mừng thầy về nè ha.
Nè, bé bắp kìa, bé bắp đưa rồi cho thầy kìa. À, nói chung là cái vấn đề mà sư phụ đi lên trên trên phường để mà làm việc với mấy chú mấy bác trên đó thì em có biện không có hỏi rõ hơn về sư phụ với cả nhà, tại cái đó là cái chuyện riêng tư của tại tu viện, cho nên có biện sẽ không hỏi. Khi nào mà sư phụ muốn chia sẻ thì chia sẻ, còn không thì thôi, chứ có biện sẽ không hỏi vậy. Bây giờ thì có biện chỉ là chia sẻ những cái hình ảnh đẹp xung quanh tại tu viện Minh Đạo cho cả nhà mình xem thôi ạ. À, bắp ăn cơm nè. Đây đây, lấy thịt cho con. Bắt đầu từ ngày mai thì các em được ăn bữa trưa. À dạ, mừng quá thầy. Mới trước đây là mình cho ăn chay buổi trưa. Dạ. Bây giờ thì mình cho ăn mặn. Dạ. Còn buổi chiều thì như thế nào thầy? Chiều quá ăn mặn luôn. Đây là các em có được ăn mặn toàn phần. Dạ, quý quá. Từ ngày mai thì buổi trưa ăn chay thì nó đơn giản lắm, bầu bí rồi này nọ. Nhưng mà ăn mặn thì có cá. Để làm cho đúng chương trình của trung tâm đó. À, vậy là bây giờ là bên cái tu viện của mình là đã chính thức là thành trung tâm dân đạo chưa thầy? Bây giờ thì chưa có giấy cho phép nhưng mà có hướng. Dạ, cho nên từ ngày mai là các bé được ăn mặn. Dạ, hoan hô một cái tin thật kia là rất là mừng cho các bé luôn hả thầy? Em Phật tử vẫn ăn chay. Dạ. Chị ưu tiên cho các cháu thôi. Dạ. Chỉ là ưu tiên cho các bé thôi. Dạ đúng. Dạ. Phật tử vẫn ăn chay theo truyền thống. Dạ. Các bé thì tội. Dạ. Để các bé nó có sức để nó còn học hành nữa chứ. Nói chung mừng cho các bé ở đây được ăn mặn để cho nó có đủ chất dinh dưỡng nữa sư phụ ha. Dạ, dạ. Sư quyết định cho các bé ăn mặn để có nhiều sức khỏe để đi học ha cô Trinh chị. Cho bé này ăn cá luôn. Kẻ bắp kìa. Dạ cũng canh này vậy. Nãy giờ đi thật càng kiếm đồ ăn mà sao biết canh này nấu á. Ở trong bếp có trường non. Như canh chay thì bé bắp ăn cũng rất là tự nhiên của các chị. Bắp ăn chay thì bắp cũng quen luôn rồi. Nhưng mà bắt đầu ngày mai là bé bắp sẽ được ăn mặn rồi. À, sư phụ ưu tiên cho bé bắp dữ chưa? Bé bắp mới vô được 3 tuần chứ gì? Gặp xe đạp mới có một bữa à. Dạ. Kêu ba hết hồn. Thiệt tình nó kêu mình ba mình mất hồn luôn. Thì con được sự đúc cho bé thì ổn nha. Này giỏi ta, bắp tự múc ăn luôn ta. À, bắp giờ là được sướng nhất là được sư phụ đúc cho ăn luôn nha. Con coi cái này thì con ăn cái này sườn non. À, nhìn bắp ăn cái miệng là thấy thèm chứ. Tuy rằng ăn chay nhưng bé ăn rất là tự nhiên. Ăn mình nhìn thêm mình thấy mình phát thèm luôn cô chú chị. Ở đây có ai được sướng như là cái bắp của ta nha, được sư phụ chăm nè. Anh chị ở đây cũng thương nữa. Phật tử tới cũng thương lắm nha. Cưng cho bánh kẹo rồi dữ lắm đó. Cứ tới đây là cứ là tiệm bắp chụp hình với bắp không á. Giỏi lắm nha, nó từ múc ăn á. Này nó tự sinh từ Việt lâu rồi đó. Yeah. Nó khổ từ nhỏ. Dạ. Yeah. Theo ba đi khắp nơi bán sống. À. Đi về mưa gió. Dạ. Yeah. Ba nó bán không được, mưa không bán được mà không
cũng không có nhà cửa gì chăm sóc lắm. Dạ. Xong rồi nó đang bị trùng. Dạ. Mình thương ba nó mà mình giúp đỡ cái đứa làm sao. Chứ mình đâu có nhận biết đâu. Dạ. Dạ. Cái này là tàn dư của sư đoàn. Dạ. Dạ. Sư đoàn nó nói con cũng nhận. Cho nên nhận được sư đoàn. Không, mà thấy tội nghiệp. Nếu mà ở tu viện Minh Đạo mình mà không nhận á, thì bé nó bơ vơ tội nghiệp. Bé bơ vơ ngoài, không có nên nâng tựa. Ngoài, không nên nâng tựa nè. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là ngoài mưa ngoài nắng là cô chú anh chị. Mà tuổi này là phải tuổi ăn tuổi học cũng nữa. Có rất là nhiều các mạnh thường quân nói sư phụ ở đây là có sư phụ nuôi là mát tay nhất. Bé nào cũng múp mít múp miệng á. Em nào cũng dễ thương á. Đang nói bé Du Bình. Dạ. Dạ Du Bình. Bé Du Bình với bé Bo. Dạ. Nó thầy mát tay thì nuôi bé nào cũng ngoan, cũng dễ thương, cũng mũm mĩm hết. Với nó ăn được là nó tròn rồi. Dạ. Rồi dạ cho con hỏi là cái ngày mai thầy có đi ra qua chức năng nữa không thầy? Dạ không. Xong. Dạ xong bữa nay mình làm xong hết trơn hả thầy? Dạ hồ sơ mình ra thì sau này là mấy em nó làm. Dạ. Giờ mấy em nó làm mình chứ. Dạ. Chứ không đi. Dạ. Sư phụ làm luôn. Ngon không bắp ơi? Dạ. Ngon không? Ngon. Dạ ngon. Ôi, đổ ra gì hư đó con. Hư, bỏ lại vô. Lùm kẹo vô lại đi con. Con không có ăn mà con đổ ra nó hư đó con. Dạ chùa, Phật tử cho bánh mà nhiều quá. Cái cháu nó ăn quá. Cái này giòn nó ngon mà bắp nó nhỏ. Rồi bắp ơi, rồi hôm nay con uống mấy chai nước ngọt rồi bắp. Hả bắp? Năm chai em dữ dằn. Không nước ngọt thì cũng chai tắc à. Má trời chơi cho bạn ăn với con nhiều quá trời luôn. Con nhiều mà bạn không có rồi. Con ăn cơm nha, sư phụ làm cho con một chén nha. Dạ mới ăn luôn đó này. Hà bắp ơi, bắp. Còn hết này nha. Đây là lọc của sư phụ. Xin lấy cái bọc sư cho con đợi sư nha. Này là cho con. Dạ. Bé Thảo là con của anh YouTube Hoa Thảo. Hôm nay là được thầy Minh Đạo cho chuối cho bánh. Đứng đó để thầy cho nữa kìa. Ông cho nữa kìa. Trời ơi, Thảo sướng của ta, nguyên một bọc bánh luôn nè Thảo ơi. Bé Thảo cũng được hưởng cái bọc nữa của thầy ha. Bắp ăn cơm xong cho con. Cái tao con dính gì vậy? Ở đó bị té. Bị té. Con cảm ơn đi con. Cảm ơn. Ông đó coi. Ông đi không? Mình tên là ông đó con. Ngại. Sắp xếp cái chỗ nghỉ trưa rồi cho mấy anh chị á. Trưa cũng dọn cơm cho mấy chị dùng. Mấy anh ở đây lâu cũng tụ được trưa. Em đi họp với mấy cháu một chút. Dạ. Em bảo Phật. Đi trung tâm về rồi mình phải nói cho mấy cháu hiểu. Dạ. Sắp xếp cho mấy cháu ăn uống rồi. Dạ. Trưa lên đây được thì lên hết chứ nó sợ YouTube lắm. Dạ. Anh chị quay. Dạ. Tụi con cũng xin phép
nên lên phía trên cho lên phía trên này cho sư phụ em đi hợp với mình. Dạ. 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 Con chúc sư phụ nhiều sức khỏe. Dạ mô Phật. Dạ. 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 Được nhiều sức khỏe thôi. Dạ. 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 Chăm phụ em tắt clip ha. Để cho sư lên họp. Kì 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 kìa. Gặp sư phụ cũng ngoắc cái đuôi cả mừng kìa. Cả nhà hiện tại giờ có gia đình này tới đánh lễ sư Minh Đạo à. Gia đình mình nán lại ở đây đi chút xíu sư Minh Đạo về cô, tại vì giờ sư Minh Đạo đang đi ra ngoài để làm giấy tờ cho mấy bé. Chút xíu về giờ á, gia đình mình nán lại đi nha, có duyên á. Chứ mấy ngày nay là sư Minh Đạo đâu có xuống đâu. Chỉ có bữa nay là sư xuống để mà làm giấy tờ cho mấy bé đó cô. Mình đi tham quan vòng vòng ở đây đi rồi mình nán lại. Chút sư về giờ. Mình ở đâu tới cô? Bình Dương xa hả? Qua nãy đây mưa quá trời luôn. Có chánh điện vô ở trong đó cô. Vô có chánh điện đó. Dạ được được. Dạ có thắp hương. Ở trong có sư định để đón tiếp mọi người á. Gia đình mình vào trong nè.